Phần số 25, sự cất lên, E-R-A-P-T-U-E-R-E, -e, của Hội Thánh. Lời chứng của Mốt Sờ LUSHIKU. Phần số 25, sự cất lên, E-R-A-P-T-U-E-R-E, -e, của Hội Thánh. Bình an cho dân chúa trên khắp thế giới. Tôi biết bạn đang theo dõi chúng tôi từ bốn phương của trái đất. Tôi chân thành nói lời cảm ơn và tôi tự giới thiệu mình trước mặt bạn với tư cách là một người canh gác đứng trong tháp canh. Tôi chỉ đơn giản là đóng vai trò của người canh gác thời gian kết thúc. Vì vậy, tôi tự giới thiệu mình như một người canh gác, người đến đánh thức 10 trinh nữ dường như đang ngủ say. Không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một giấc mơ rất kỳ lạ mà tôi nhận được cách đây vài ngày. Đó thực sự là một tiết lộ tuyệt vời. Tôi đã ở trong chúa nhiều năm. Ý tôi là, tôi đã đến với chúa cách đây 30 năm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một tiết lộ như thế này và tôi muốn chia sẻ nó với các bạn chúng tôi sẽ cầu nguyện với chúa lạy cha con muốn thánh hiến và ban phước cho giây phút này và con muốn cha dùng miệng của con để gây dựng nhiều người của ngài con muốn ngài sử dụng lời nói của con xin chúa thánh linh ban cho con vốn từ vựng thích hợp cách diễn đạt chính xác và những từ được soi dẫn để con có thể giải thích một cách trung thực những kiến thức mà cha đã cung cấp cho con Lạy Chúa, xin cho dân Chúa được xây dựng trong quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Tất cả chúng ta đều nói Amen. Đó là vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, vào một ngày thứ năm nhất định khoảng 8 giờ tối. Vào ngày hôm đó, vợ tôi, Sandra nói với tôi, anh yêu, anh thường cho chúng tôi biết tin tức về ngày tận thế, ngày tận thế và sự sụp đổ của hành tinh trái đất. Nhưng các phương tiện truyền thông nói gì về điều này? Anh có bất cứ thông tin nào không? Và tôi nói với vợ mình, trong mọi trường hợp, tôi chưa thấy những dự báo hay tiên đoán khoa học. Sau đó, vợ tôi hỏi tôi một câu hỏi thứ hai. Cô ấy nói, từ sự hiểu biết của cá nhân anh, chú đã nói gì với anh về thời kỳ cuối cùng? Và tôi nói với vợ mình, em yêu, anh tiết lộ rằng năm 2020 là năm của yêu sách và sự minh quang. Tuy nhiên, anh chưa nhận được thông tin chi tiết liên quan đến ngày tận thế và sự sụp đổ của nhà thờ tôi vẫn chưa có chúng khoảnh khắc anh nhận được chúng từ chúa anh sẽ nói cho em biết khi chúng tôi nói về những điều này hôm đó đã muộn nhanh chóng chúng tôi lên giường đi ngủ tôi không biết rằng chúa quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi và ngài sẽ trả lời mối quan tâm của tôi vào chính đêm đó khi chúng tôi đi ngủ Tôi nhận ra rằng chúa đã nghe thấy sự quan tâm của vợ tôi, đó cũng là sự quan tâm của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một tiết lộ như vậy trước đây. Chúng tôi đi ngủ vào khoảng 4 giờ rưỡi. Đây là ước tính của tôi vì tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng. Và tôi ước tính thời lượng của tiết lộ trung bình là 30 phút. Và nó đã ló dạng vào ngày thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019. Trong tầm nhìn của thời đại kết thúc này, tôi thấy mình với vợ trong một giấc mơ và trong giấc mơ này vợ tôi đang ở với tôi trước một phòng tranh và chúng tôi đang đứng trước mặt đột nhiên vợ tôi nói với tôi anh ơi em cảm thấy nhẹ nhàng như người không còn sức nặng như tờ giấy nữa chúa ơi cái gì thế này tôi nói với vợ em yêu điều này thật lạ và tò mò vì đây chính cũng là cảm giác của anh tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhàng tôi cảm thấy mình giống như một tờ giấy vậy và trong khi chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa ngạc nhiên, thưa các bạn, trong nháy mắt, chúng tôi bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất. Tôi cảm thấy mình giống như một quả bóng được thổi phồng. Sau đó, chúng tôi bay lên trong không gian ở độ cao 2 m và 50 cm và chúng tôi bị treo lơ lửng trên bề mặt 2 m. Một phút là rất nhiều. Sau vài giây, tôi nhận ra rằng xung quanh chúng tôi có hàng ngàn người đang vây quanh chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều thấy mình cách mặt đất 2 mét và 50 cm. Chúng tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đứng trên mặt đất khi sự cất lên đang diễn ra trên khắp thế giới. Sau đó, đột nhiên có một tiếng nổ, như một vụ nổ mạnh. Tôi nhận ra rằng vụ nổ này đã làm vỡ tất cả các kính. Ý tôi là, tất cả gương, cửa sổ và mọi thứ tạo nên sự phản chiếu đều bị vỡ. Vụ nổ này gây ra hai điều. Thứ nhất, vô số thánh nhân khác bị treo lơ lửng cách mặt đất 2m50cm, cách xa nhau. Phần lớn nhiều người bị bỏ lại ở độ cao 2m so với mặt đất. Khi chúng tôi đang đứng trên mặt đất, ngay lập tức, chúng tôi cảm thấy có một lực ở trên mình. Và khi chúng tôi nhìn lên, nó ở dạng một cơn lốc. Nhưng đó không phải là một cơn lốc mà có hình dạng của một cơn lốc. Có một lực đang dao động, chuyển động hoặc đung đưa qua lại theo một nhịp điệu đều đặn đột nhiên chúng tôi bị hút bởi lực lượng này tôi thấy rằng chỉ có một số ít người trong chúng tôi bị hút về phía độ cao và chúng tôi bắt đầu tăng với tốc độ bay và tôi có thể đủ khả năng để nói rằng tốc độ bay không phải là từ thích hợp cho nó là một tốc độ đáng kinh ngạc vì chúng tôi đã bị hút chặt bởi một lực đẩy khủng khiếp như một tên lửa chúng tôi đã được phóng lên tầm cao lớn chúng tôi đang hướng tới lực lượng đang kéo chúng tôi lên trời và trong khi chúng tôi đi lên Tôi nhận ra rằng hàng ngàn người đã đi cùng tôi khi chúng tôi ở độ cao 2m50cm, chỉ có 20 người trong số chúng tôi đang bay và leo lên những cột trụ trên trời. Phần còn lại của các vị thánh vẫn ở bên dưới chúng tôi. Trong khi chúng tôi đi lên giữa các thánh đồ, tôi thấy một thiên thần đang ở đó, nhưng chúng tôi không biết về sự hiện diện của Ngài. Chúng tôi đã không nhận ra anh ấy đang ở cùng chúng tôi. Bạn yêu dấu, với tốc độ tuyệt vời này, khi chúng tôi đang bay lên thiên thần sáng này lao về phía tôi anh ấy nắm tay phải tôi trong khi chúng tôi đang bay lên tôi nhìn lên bầu trời và thấy vợ tôi đang đi lên với tốc độ kinh hoàng tôi không có từ vựng cần thiết để mô tả điều này đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc một điều chưa từng thấy trước đây và nó thật ngoạn mục thiên thần sáng này đang mặc trang phục trắng sáng nắm lấy tay phải tôi anh ấy kéo tôi sang một bên và anh ấy nói đừng sợ tôi hy vọng bạn biết tôi tên tôi là người trung thành phai thun bạn đã nhìn thấy tôi vài lần trong nhà thờ của bạn thưa anh chị em các bạn biết câu chuyện của tôi khi tôi nói chuyện với các bạn về việc tôi đã nhìn thấy vị thiên sứ này của giáo hội tôi nhân danh người trung thành như thế nào đây là thiên thần là người bảo vệ giáo hội của tôi sau khi giới thiệu bản thân với tôi anh ấy nói với tôi tôi sẽ dẫn bạn đi xem sự tiếp diễn của những sự kiện này bạn đã nghe về sự kiện nhà thờ bị phá hủy. Nó đang diễn ra ngay bây giờ. Bạn ơi, tầm nhìn này thật rõ ràng và sống động. Cách tôi nhìn thấy tầm nhìn này, nó rõ ràng đến mức tôi không thể tưởng tượng rằng ngày hôm nay tôi vẫn có thể ở trên trái đất. Trong mọi trường hợp, tôi đã chờ đợi nhiều hơn. Vị thiên thần này đã nói và nói với tôi, tôi đã nói với bạn một lần vào năm 2007 rằng tôi làm việc trong giáo hội địa phương nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ giáo hội. Khi giáo hội bắt đầu trên trái đất vào ngày lễ ngũ tuần, chúng tôi xuống trái đất và chúng tôi vẫn ở trên trái đất vì chúng tôi là những người bảo vệ các giáo hội. Nó được chép trong Khải Huyền 1 giờ 20 phút sự bí ẩn về bảy ngôi sao mà bạn đã thấy trong tay hữu của Chúa và bảy chân đèn bằng vàng. Bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy nhà thờ và bảy chân đèn mà bạn đã thấy là bảy nhà thờ. Thiên thần nói với tôi, chúng tôi là những thiên thần được gửi đến các giáo hội trên trái đất với tư cách là những người bảo vệ khi gia cốt nhìn thấy các thiên thần đi lên và đi xuống trên cầu thang đó là chúng tôi vì chúng tôi đang làm việc trên trái đất bạn phải hiểu rằng ngày nay đó là sự ứng nghiệm lời chúa và nhiệm vụ của các thiên thần của các giáo hội là phải tập hợp tất cả các tín hữu của các giáo hội xung quanh các mục tử và mục sư của họ để những người chăn dắt họ sẽ dẫn họ đến trong niềm vui mừng khi tiếng kèn sẽ vang lên bạn ơi, đối với tôi thật là một niềm vui lớn khi biết rằng tôi là một trong những người chăn cừu đang dẫn dắt các thành viên của Chúa đến với Phúc Lạc. Tôi đã dẫn dắt các vị thánh tinh vào ơn gọi của tôi và sứ điệp Chúa sai tôi giúp họ hướng tới sự hạnh phúc của Chúa. Thiên sứ nói, tất cả những điều này là sự ứng nghiệm của lời chép trong phân đoạn kinh thánh trong sách Matthew 24, 30, 31 và sau đó sẽ xuất hiện dấu hiệu của con người trên trời và sau đó tất cả các bộ tộc trên trái đất sẽ hãy than khóc, và họ sẽ thấy con người ở trên mây trên trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 và Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với một âm thanh lớn của một chiếc kèn, và họ sẽ nhóm lại những người được tuyển chọn của Ngài từ bốn ngọn gió, từ đầu này đến đầu kia của thiên đàng. Thiên sứ nói với tôi, mô Xe, người ta thường gọi anh là người chăn cừu. Tôi sẽ giải thích cho anh biết vai trò của từ này được mệnh danh là người chăn cừu. Và lời kinh thánh hôm nay được ứng nghiệm, nhưng tôi đã tập hợp tất cả các tín hữu và tín đồ của hội thánh để bạn hướng dẫn họ đến với cha của bạn, đấng là chủ của chúng tôi và là đức chúa trời của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là đồng hành với các bạn, vì chúng tôi là những người bạn đồng hành, những người được cho là sẽ dẫn dắt giáo hội của chúa tại địa phương hướng tới hạnh phúc và vui mừng. Vì chúng ta là bạn đồng hành, nhiệm vụ của chúng ta về cơ bản là chuẩn bị cho cô dâu của chúa cho ngày tái lâm sự tái lâm đã xảy ra nhưng nhiều người đã bị bỏ lại phía sau bạn à thiên thần này đã nói với tôi mục đích của những người bảo vệ thiên thần của giáo hội được cử đến các giáo hội địa phương kể từ ngày giáo hội bắt đầu là để tập hợp lại các tín hữu khi kèn trung vang lên vào ngày chúa di sức tái lâm thiên thần nói với tôi khi kèn trung vang lên ngay lập tức tôi phải tập hợp những người thuộc các hội thánh của ngài vô số những người mà bạn đã thấy xung quanh mình khi kèn trung bếp vang lên thực sự là những người trung thành mà đấng tối cao đã ban cho bạn để họ ở dưới sự lãnh đạo của bạn nhưng họ đã không thể vươn lên cùng với bạn nhóm đầu tiên đi lên là nhóm của bạn và nhóm thứ hai là những người không thể tăng chiều cao đây là vô số người mà bạn đã thấy tụ tập xung quanh bạn trong trang phục màu trắng họ đã cố gắng vươn lên khỏi mặt đất trong một độ cao 2m và 50cm, nhưng họ không thể đi xa hơn. Những người không leo lên được thiên đường đã ở lại vì ba lý do. Lý do đầu tiên là họ đã ở trong hội thánh nhưng họ không hoàn toàn hòa nhập vào khải tượng đã được truyền đạt cho họ để chuẩn bị cô dâu của Chúa. Họ tưởng rằng đó là một trò đùa, và họ nghĩ rằng nó đơn giản như vậy. Thứ hai, những người này đã ở trong giáo hội nhưng họ không dân mình hoàn toàn họ đã thất bại trong việc liên minh toàn diện với chúa anh ấy tiếp tục nói và anh ấy nói loại thứ ba là những tín hữu đến với nhà thờ bất chấp mọi thứ mà họ không nắm bắt được cơ hội để phát triển tâm linh của mình vì sự cất lên được thực hiện trong linh hồn những tín đồ có tâm linh yếu sẽ không thể bị hút trong khi anh ấy giải thích cho tôi tôi thấy những người trung thành đã bỏ lỡ rác tu trong quá trình mất độ cao, họ phát hiện mình đang ở trên mặt đất vì tiếp đất. Thiên thần nói với tôi, mọi người đều ngạc nhiên tại sao cửa sổ, kính và gương lại bị vỡ. Tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết, nhưng cho đến lúc đó, thiên sứ của Chúa vẫn chưa cho tôi biết chi tiết. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng Ngài đã sai thiên sứ của mình một lần nữa để Ngài tiết lộ cho tôi lý do tại sao việc vỡ gương và cửa sổ lại xảy ra trong ngày tái lâm của Chúa Jesus tôi nghĩ rằng có một bí ẩn ẩn mà tôi vẫn chưa biết nhưng tôi đang chờ đợi sự tiết lộ thưa các bạn trong khi chúng ta đang hướng tới thiên đàng tôi đã thấy vô số tín hữu bị bỏ lại đang rơi xuống đất thiên thần nhanh chóng nói kìa bây giờ hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo khi tôi nhìn tôi thấy rằng vô số linh hồn này đang mất dần độ cao khi họ rơi xuống mặt đất và khi những vị thánh này đáp xuống mặt đất ngay lập tức hành tinh trái đất trở nên hoàn toàn xấu xí kém hấp dẫn và thiếu sức sống khi giáo hội và thần của đức chúa trời rời khỏi trái đất mọi thứ trông như cũ đi tôi đã thấy mọi thứ thay đổi trên hành tinh trái đất vào thời điểm đó khi chúng tôi đang lên cao về phía không gian mặt trời bắt đầu đen lại và ý tôi là ngay lập tức có sự tuyệt chủng của mặt trời mặt trời đã lặn và trời đã tối nhưng vẫn có một tia sáng nhỏ cho phép người ta có thể nhìn thấy một chút ánh sáng tỏa ra như buổi tối từ quan sát của tôi tôi có thể đủ khả năng để nói rằng sau khi nhà thờ bị chiếm đóng tất cả các tấm gương sẽ tự động vỡ và ngay lập tức sau khi nhà thờ bị chiếm đoạt tia nắng mặt trời sẽ tắt và sẽ có bóng tối sau đó trái đất sẽ bắt đầu lão hóa và sự sống sẽ biến mất khỏi hành tinh này Tôi đã nhìn thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong hành tinh của chúng ta đã cạn kiệt sự sống khi xảy ra sự tái lâm. Thế giới đàn ông xấu đi và theo đúng từ vựng, tôi có thể nói rằng trái đất đã bị biến màu và mất đi màu sắc và sự sống. Nó giống như một vùng hoàng hôn. Khi tiếng kèn vang lên, tôi thấy khắp nơi đều có rác rưởi. Tôi không hiểu tại sao. Quan sát thứ hai là tình dục sa đọa và vô lương. Khi tiếng kèn vang lên, tôi thấy những người bị bỏ lại phía sau đi sâu hơn vào những thứ mà họ nghiện những người bị choáng váng trước sự biến mất của hàng triệu người đã quay trở lại tình trạng nghiện ngập của họ nhiều người có nhiều bạn tình bất chính và ngoài hôn nhân tôi thấy những người đàn ông vô đạo đức đang cặp kè với nhiều phụ nữ hơn khi chúng tôi đang di chuyển tôi thấy các nhà hàng sân thượng của quán bar và khách sạn chật ních những người đã dấn sâu vào tệ nạn của họ bạn à sự kiện này thật kinh khủng. Đối với hàng ngàn người bị treo lơ lửng ở đó trên trái đất, những người được cho là sẽ được cứu nhờ chức vụ của tôi, để tôi đưa họ đến nơi cực lạc, tôi thấy chỉ có 20 người đã có thể vươn lên cùng tôi, và tôi đã rất xúc động với nhận ra rằng sự kiện tái lâm của Chúa Di đã xảy ra và chỉ có khoảng 20 tín hữu của giáo hội của tôi sống lại vào ngày hôm đó. Tôi thấy các cơ đốc nhân và các thành viên trong thánh chức của tôi đã bỏ lỡ sự kiện ráp tu họ đã khóc khi họ đang khóc tôi đã rất thương hại tôi cũng bắt đầu khóc với những người này mặc dù họ không thể nhìn thấy tôi chúng tôi đã bay qua những nơi khác nhau và tôi đã khóc tôi nhận ra rằng hành tinh này mà chúng ta nghĩ rằng đã hoàn toàn đổi mới và tái sinh nó không phải như vậy có rác rưởi ở khắp mọi nơi mọi người chìm sâu trong cơn nghiện của họ sau đó tôi thấy những người ngoại giáo và người dân trên thế giới chất vấn những cơ đốc nhân đã bỏ lỡ cuộc ráp tu về những gì đã xảy ra và những người bị bỏ lại này nói với họ chúng tôi được nâng lên vài mét và đột nhiên có một tiếng nổ và chúng tôi nhận ra rằng một số người trong chúng tôi đã biến mất nhưng chúng tôi đã đi xuống chúng tôi đã không hiểu người chăn cừu của chúng tôi và một số thành viên của chúng tôi đã biến mất chúng tôi chắc chắn rằng đây là sự vỡ tan của các giáo hội đã được các nhà tiên tri trong kinh thánh báo trước những cơ đốc nhân này đã ném mình xuống đất và họ xé quần áo của họ họ bắt đầu khóc và nói lạy chúa xin hãy để đây là một giấc mơ chúa ơi xin hãy tha thứ cho chúng tôi nhưng hãy để đây là một giấc mơ không phải hiện thực tôi đã bay qua và tôi tự nhủ thưa các anh em đây không phải là một giấc mơ bạn đã bỏ lỡ nó. Đã quá muộn cho bạn. Tôi không thể giao tiếp với họ và họ không nhìn thấy tôi. Tôi thấy những linh hồn này là thành viên của tôi đang cầu nguyện và nói, Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng tôi. Tất cả họ đều quỳ gối trước phòng trưng bày nơi chúng tôi đang ở trước khi tăng 2 mét. Bạn à, điều làm tôi cảm động và làm tôi vô cùng sửng sốt trong khải tượng này là khi thiên sứ của Chúa cho tôi biết rằng những vị thánh này là những người được cho là sẽ lên trời nhờ chức vụ của tôi. Tôi hiểu rằng các tín hữu của các giáo hội địa phương sẽ được lên thiên đàng với người chăn dắt họ cùng với thiên thần của giáo hội địa phương của họ. Vào ngày đó khi tiếng kèn vang lên, người chăn cừu sẽ giống như Josué dẫn dắt dân Israel tiến về miền đất hứa là Canaan. Thiên sứ nói với tôi, vô số mà bạn đã thấy xung quanh mình ngay cả khi chúng là hai trại chúng là tổng thể các linh hồn mà bạn đã dạy trong thánh chức của mình đây là những linh hồn từ giáo hội địa phương và những linh hồn từ khắp nơi trên thế giới tuân theo sự dạy dỗ của bạn khi thiên sứ nói về cách này ngay lập tức tôi nghĩ đến các con tôi trong đức tin đã bỏ rơi tôi không biết số phận của chúng nó sẽ ra sao thiên thần hiểu suy nghĩ của tôi nhưng anh ấy không trả lời tôi trực tiếp anh ấy đã trả lời tôi một cách gián tiếp vì anh ấy nói khi rap tu xảy ra tất cả những người trung thành của bạn từ bốn phương của trái đất sẽ tập trung xung quanh bạn bất chấp khoảng cách họ được cho là sẽ thăng hoa khi nghe tiếng kèn trumpet nhờ vào sự dạy dỗ và mục vụ của bạn bạn à tôi nhận ra rằng quả thực chúng ta có một lượng khán giả hùng hậu trên thế giới theo dõi mình và tôi nhân cơ hội này để chân thành cảm ơn gia đình tôi những người đang xem video của chúng tôi trên YouTube. Thiên thần nói và nói, hãy nhìn vào số những người đã bỏ lỡ ráp tu và số những người đang đi lên. Đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các mục sư không nói về sự sụp đổ của giáo hội cho những người mà họ đã được ủy quyền. Họ sẽ thấy mình đơn độc bởi vì họ chưa chuẩn bị cho giáo hội của họ. Và đây là số phận của họ mà họ sẽ phải gánh chịu vì họ không có thời gian để chuẩn bị cho con cái của Chúa. Khi thiên thần nói điều này, tôi nhìn thấy những người không thể trỗi dậy mặc dù họ ở độ cao 2m50cm so với mặt đất. Tôi thấy rằng họ đang mất dần độ cao mỗi giây. Và thiên sứ nói với tôi, vô số cơ đốc nhân đang theo thánh chức của ngài đã bỏ lỡ sự kiện rác tu. Họ nhô lên khỏi mặt đất nhưng họ không thể vươn cao hơn nữa. Tôi vẫn chưa cho bạn thấy những rào cản. Bạn ơi, em đang tận mắt quan sát những cơ đốc nhân bị bỏ lại phía sau tôi thực sự đau lòng khi thấy họ trung thành mà lẽ ra phải được cất lên nhờ sự dạy dỗ tiên tri của tôi tôi nói trong lòng cái gì mà tôi đã không dạy chúng tôi là một giáo hội thiên sai vì mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho cô dâu của chúa cho sự cất lên giáo lý mà chúng tôi đã không giảng là gì tôi đã rất đau đớn tôi đảm bảo với bạn rằng tôi đã khóc vì số lượng linh hồn đã bỏ lỡ sự ráp tu trong thánh chức của tôi nhưng tôi đã rao giảng các thông điệp của thời kỳ kết thúc trong nhiều năm thế giới đang trở nên tồi tệ và tôi thấy những người đàn ông và phụ nữ cầm trên tay những chai bia khách sạn đã đầy sau cuộc ráp tu tình trạng vô luân sẽ lan tràn họ sẽ kết thúc trong các khách sạn họ sẽ ngày càng lúng sâu vào tội lỗi của mình Họ không tin và không nhận ra nhau, nhưng họ tràn ngập sự vô luân vì họ đã bám lấy cuộc sống này trước Rát Tu. Tôi thấy mọi người trong các khách sạn đã chật kín. Những người thích ăn mặc gợi cảm, họ tìm thấy mình trong các cửa hàng thời trang đầy ắp như nhà tù và tôi thấy ai đó đang ăn tối với cây kem trên tay. Thiên thần nói, "Hãy nhìn xem, mỗi cuối tuần họ thường tắm mát và ở đây họ đã kết thúc với những chiếc kem trộn này." Đột nhiên, hậu quả của Rát Tu mọi người tự động bị thu hút đến các khách sạn và câu lạc bộ đêm để theo đuổi những cuộc vui chơi phá đám và tổ chức tiệc tùng sau đó tôi nhận ra rằng tôi đang ở trên giường của mình và đây là một giấc mơ tôi nhìn đồng hồ trên bàn làm việc trong phòng ngủ của tôi